Chào mừng tất cả các em học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Hậu Giang quận 11 đã đến với buổi học trực tuyến môn thể dục ngày hôm nay. Hôm nay các nội dung chúng ta học như sau. Thứ nhất là về phần chạy ngắn thì chúng ta sẽ ôn lại một số động tác bổ trợ cho chạy ngắn. Thứ hai là về phần đá cầu, chúng ta sẽ tiếp tục ôm tân cầu bằng má trong bàn chân, đỡ cầu bằng ngực và đá cầu bằng mu chính diện bàn chân. Và chúng ta học một số chiến thuật trong thi đấu đơn. Và cuối cùng của chúng ta là phần chạy bền. Trước tiên chúng ta sẽ thực hiện phần khởi động chung và các bạn làm theo thầy. Thứ nhất, hai tay chống hông, thực hiện xoay cổ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi rồi, gặp cổ. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7. Thôi rồi, động tác thứ sau. 2 2 xoay tay. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7 8. Rồi rồi, hai tay dang ngang thẳng tay, xoay khuỷu tay. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7 8. Thôi xoay vai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7 8. Thôi hai tay chống hông, xoay hông. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7 8. Động tác bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp theo. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. Thôi rồi, hai gói chụm, xoay đầu gối. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ngược lại. 2 2 3 4 5 6 7 8. Thôi hai chân gian ngang, xoay gối rộng từ ngoài vô trong. 1 2 3 4 5 6 7 8.
ngược lại từ trong ra ngoài, 2 2 3 4 5 6 7 8, rồi xem cổ tay cổ chân, 1 2 3 4 5 6 7 8, đổi chân đổi chiều, 2 2 3 4 5 6 7 8, rồi ép vào, 1 2 3 4 5 6 7 8, đổi chân, 2 2 3 4 5 6 7 8, rồi ép nghe, 1 2 3 4 5 6 7 8, đổi chân, 2 2 3 4 5 6 7 8, thôi. Bây giờ chúng ta thực hiện ôn lại các động tác bổ trợ cho chạy nhanh như hồi hôm trước chúng ta đã học, và mỗi động tác chúng ta sẽ thực hiện trong là khoảng 4 lần 8 nhịp, và sau mỗi động tác chúng ta có thể nghỉ ngơi từ 20 cho đến 30 giây. Và động tác thứ nhất là động tác bước nhỏ, tư thế chuẩn bị. Rồi động tác bước nhỏ bắt đầu, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 3 4 5 6 7 8, 4 2 3 4 5 6 7, thôi. Và tiếp theo là nâng cao đùi, chuẩn bị bắt đầu, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8, thôi. Rồi động tác tiếp theo đó là động tác đạp sâu, nhưng do chúng ta không có sân bãi và không có không gian để thực hiện, thì hôm trước thầy đã hướng dẫn cho các bạn là chúng ta thực hiện là tại chỗ, bật đổi chân, đúng không? Hôm nay chúng ta tiếp tục ha, chúng ta bật đổi chân cũng là 4 lần 8 nhịp. Rồi chuẩn bị bắt đầu, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 3 4 5 6 7 8, 4 2 3 4 5 6 7, thôi. Rồi động tác kế tiếp của chúng ta là động tác gì? Đó là động tác góc chạm mông. Chuẩn bị bắt đầu, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 2 3 4 5 6 7 8, 4 2 3 4 5 6 7 8, thôi. Và động tác cuối cùng của chúng ta là động tác đá lăn. Rồi tôi thấy chuẩn bị bắt đầu, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 4 2 3 4 5 6 7, thôi. Chúng ta vừa ôn xong một số động tác bổ trợ cho chạy ngắn. Sau đây chúng ta sẽ qua nội dung tiếp theo, đó là nội dung đá cầu.
Thì nội dung đá cầu của chúng ta hôm nay, chúng ta tiếp tục ôn lại là tân cầu bằng má trong bàn chân, tân cầu bằng đùi, đỡ cầu bằng ngực, và chúng ta sẽ đá cầu bằng mu chính diện bàn chân. Thì hôm trước thầy đã ôn lại cho các bạn là tân cầu bằng má trong bàn chân rồi, và tân cầu bằng đùi, và chúng ta cũng đã học đỡ cầu bằng ngực rồi. Hôm nay thầy chỉ làm mẫu lại cho các bạn xem một lần, rồi các bạn làm với thầy. Đây là cách tân cầu bằng má trong bàn chân. Chúng ta là đứng cùng tay cùng chân, hai chân nào đá thì chúng ta để ở trên và tay thuận tay. Bây giờ chúng ta mở ra, chúng ta thả xuống và chúng ta tân cầu lên, chúng ta chụp lại. Đây là đối với các bạn chúng ta chưa quen làm liên tục, chúng ta làm từng cái một. Đây nè, mình từng cái một, chúng ta làm từng cái một. Đây là đối với các bạn mà chưa quen. Các bạn mà quen rồi, làm tốt rồi thì chúng ta có thể phát huy là làm liên tục, càng nhiều lần càng tốt nha các bạn. Ở đây thầy làm cho các bạn xem, các bạn mà chưa quen thôi ha. Đây, được chưa? Đây. Đây là cách tân cầu bằng má trong bàn chân. Tiếp theo là tân cầu bằng đùi. Chúng ta cũng là thuận tay, không? Cùng tay cùng chân này nè. Không, lên rồi chúng ta từng trái một. Không, chúng ta lên. Chúng ta ở từng trái, thấy chưa? Bạn nào mà làm tốt rồi thì chúng ta tân, chúng ta đá lên và chúng ta tân, chúng ta đá lên tiếp. Được chưa? Đó là đối với các bạn đã làm tốt. Còn các bạn mà chưa làm tốt, chúng ta làm từng trái một cũng không có vấn đề gì nha các bạn. Tiếp theo đó là nội dung đỡ cầu bằng ngực. Đỡ cầu bằng ngực, hôm trước bài học của chúng ta về nhà là chúng ta là ôn rồi, các bạn có ôn hay không? Đây, đỡ cầu bằng ngực cho tân ra là chúng ta sẽ có thể đá được thêm một trái nữa. Thấy không? Đây, chúng ta đỡ cầu bằng ngực ra để chúng ta đá lên, được chưa? Đây là đỡ cầu bằng ngực. Rồi, và tiếp tục nội dung tiếp là chúng ta đá cầu bằng mu chính diện bàn chân. Nội dung này thì chúng ta là ngược lại, đứng chân nào đá chúng ta sẽ để ra sao ha. Chúng ta ngược tay ngược chân, không? Tay chân sau, tay trước, chúng ta thả xuống, chúng ta đá thẳng bằng mu chính diện bàn chân. Đây là thầy tránh chơi cái cầu dân nên thầy đá thẳng vô tường ha. Các bạn xem lại, thả xuống, đá thẳng ra, được chưa? Thầy là đá bằng mu chính diện bàn chân nha. Đây rồi, đó là bốn nội dung chúng ta ôn ngày hôm nay ha. Thứ nhất là tân cầu bằng má trong bàn chân, thứ hai là tân cầu bằng đùi, được chưa? Thứ ba là chúng ta học đỡ cầu bằng ngực, và cuối cùng của chúng ta là đá cầu bằng mu chính diện bàn chân. Các bạn quan sát rõ chưa? Tiếp theo thầy sẽ nói sơ qua các chiến thuật đá đơn của chúng ta. Thì trong đá cầu của chúng ta thì là có đá đơn và đá đồng đội ha. Thì hôm nay thầy sẽ nói sơ lược qua là chiến thuật đá đơn của chúng ta. Thì chiến thuật đá đơn của chúng ta thì chúng ta là có các chiến thuật như sau nè. Thứ nhất là chúng ta là đá cầu dài treo trên sân ha. Về phía chân không thuận, chân không thuận là chân nào? Là chân nghịch của chúng ta ha. Rồi đột ngột đảo hướng, đó là chúng ta là để đá tránh, để đánh lạc hướng đối phương. Thứ hai là chúng ta tăng uy lực cho quả phát cầu, là chúng ta phát cầu mạnh nhưng đừng quá mạnh, nó bay ra khỏi mức luôn ha. Thứ ba là chúng ta là chủ động đưa cầu lên sát lưới để làm gì? Để chúng ta có thể tấn công vào mọi vị trí trên sân của đối phương ha. Và cuối cùng là chúng ta là chiến thuật, đó là chúng ta buộc đối phương phải di chuyển thật nhiều để làm gì? Để chúng ta
đánh làm mất sức của đối phương. Được chưa các bạn? Ha. Các bạn có thể áp dụng các chiến thuật này trong khi thi đấu đá cầu. Rồi. Nhớ nha các bạn. Và phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay của chúng ta là phần chạy bền. Thì phần chạy bền của chúng ta hôm nay tiếp tục chúng ta chạy theo dòng số 8 cho thầy. À, thời gian chúng ta chạy là 5 phút. Chúng ta chạy theo dòng số 8. Chúng ta cũng chạy, ha, chạy trong thời gian 5 phút. Nhưng trước khi chúng ta chạy, chúng ta tiếp tục làm một động tác nhỏ. Đó là chúng ta kiểm tra mạch cho thầy. Kiểm tra mạch 15 giây trước khi chúng ta thực hiện chạy bao nhiêu lần. Và sau khi chúng ta chạy xong, tiếp tục chúng ta kiểm tra tiếp 15 giây. Nhớ nha. Và các bạn chụp hình gửi vào phần bài tập sau buổi học ngày hôm nay cho thầy. Thầy sẽ theo đó và thầy đánh giá các bạn. Nha các bạn. Các bạn nhớ. Nhớ chưa? Sau khi chúng ta đã thực hiện xong cái phần chạy thì chúng ta sẽ học một số động tác về thả lỏng và hồi tỉnh. Bây giờ chúng ta thực hiện một số động tác thả lỏng. Thứ nhất là hai chân dang ngang rộng bằng dây. Hai tay chúng ta lên trên và chúng ta thực hiện lắc tay, mắt nhìn theo tay. Một. Và chúng ta gập người xuống cũng tiếp tục lắc. Lên, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Rồi, hai tay chúng ta thẳng ra trước. Tiếp tục. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Rồi, hai tay dang ngang. Tiếp tục. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Rồi, một số động tác hồi tỉnh. Chúng ta thực hiện căng cơ trước. Bắt đầu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Căng cơ sau. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Thôi, căng cơ trên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Căng cơ dưới. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Rồi, tay trái lòn qua sau và chạm vai bên phải. Tay phải chúng ta sẽ cầm chỏ tay trái và nghiêng về bên phải. Một, hai, ba, bốn, năm,
6 7 8 đổi bên. 2 2 3 4 5 6 7 8 rồi. Chúng ta vừa thực hiện xong một số động tác thả lỏng và hồi tỉnh sau khi chúng ta thực hiện chạy bền. Chúng ta vừa thực hiện xong một số động tác thả lỏng và hồi tỉnh. Và bài học và bài tập về nhà của chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ ôn lại cho thầy là đá cầu. Nội dung đá cầu chúng ta gồm mấy nội dung? 4 nội dung ha. Nội dung thứ nhất là tưng cầu bằng má trong bàn chân. Nội dung thứ hai là tưng cầu bằng đùi. Thứ ba là đỡ cầu bằng ngực. Và cuối cùng là đá cầu bằng mu chính diện bàn chân. Đó là bài tập về nhà của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn nhớ làm cho tốt ha. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.